Một cái gai buộc chưa? Buộc chắc chắc tí nó rung rung đấy. Buộc cao tí, chắc chắn là. Anh để ý nha. Hello, xin chào các bạn, tiếp tục đến với kênh Kim Đồng Vlog, kênh chuyên hướng dẫn và sửa chữa máy cày các bạn nhé. Thì hôm nay là Đồng sẽ làm một cái clip chia sẻ cho các bạn. Một số bạn hỏi về các bạn thay bạt biên nhưng mà nó hay hỏng rất nhanh. Thì hôm nay là Đồng gặp con này là nó bị rất là nặng, cho nên là Đồng sẽ làm video chia sẻ luôn cho các bạn mà xem là làm cách nào để mà bạt biên nó được lâu nhé. Thì có rất nhiều bạn là thay bạc biên ấy, thì các bạn để ý về cái trục, cho nên là nó hay bị hỏng nhanh. Thì hôm nay là Đồng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn, khi các bạn thay bạc biên các bạn phải làm từng chỗ nào đến chỗ nào, nó là nhiều thứ, không phải là thay bạc biên phát là xong ấy nhé. Đấy, muốn được lâu dài thì mình phải làm kỹ, càng từng tí một phải kiểm tra hết từ những cái đường dầu cắt kiểu thì nó mới được nhá. Thì xin mời các bạn hãy xem video Đồng sẽ hướng dẫn cho các bạn con máy cày này. Thì con máy cày này là hiện tại là Đồng cũng đã tháo ra hết rồi, Đồng sẽ chia sẻ luôn. Bởi vì mình quay thì tháo cắt kiểu thì nó mất thời gian rất là lâu, cho nên hôm nay bây giờ Đồng đã tháo ra xong hết rồi, Đồng sẽ làm cái clip chia sẻ luôn cho mọi người cùng biết. Đấy, xin mời các bạn xem Đồng sẽ trả lại cái bạc biên nhá. Đây nha các bạn nha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi nó bị trục cơ nó bị mòn ấy, có một số bạn là không hiểu này. Thì các bạn phải doa lại cái trục cơ cho nó bóng lại nhá. Bởi vì không bóng lại là khi lắp cái bạc biên này vào đấy, như cái bộ này. Ví dụ như vừa lắp vào nổ một lúc là nó sẽ bị mòn hết. Cho nên là phải làm cho nó bóng, thật bóng vào. Không nhìn thấy cái vết trước thì mình mới lắp mặt mới vào được nhá. Đồng đổ xí dò đấy. Những thứ này khi mọi người mài là phải kỹ, vừa chà vừa đổ dầu vào để cho nó bóng lại. Hiện tại là cái ránh rắc này là nó hơi ngắn cho nên là không được sức. Đấy, nếu mà dài thì mình có sức thì nó cũng nhanh thôi. Ngắn quá thì cái dây, hay là em buộc thêm hai cái dây vào đây đi. Dây thép đấy. Tí này cái kia nó lại rách. Thì các bạn nhớ là khi các bạn thay bạc biên ấy, các bạn phải trà luôn. Còn không là không trà là nó không được lâu đâu. Cày một tầm khoảng một ngày là nó lại hỏng hết nha. Nếu mà bị nặng ấy, chỉ cần nổ một tí rồi một lúc cái dây này không chắc đâu, dây thép ấy. Thép này. Một đầu buộc cái kia. Hiện tại là con này là hơi bị nặng nha các bạn nhá, cho nên là mài hơi lâu. Thì khi các bạn đã thay bạc biên thì phải trà lại cái trục cơ này, phải trà lại cho nó khi nào cảm thấy nó nhìn mình thấy nó bóng rồi, không thấy cái vết trước rồi mình mới lắp bạc mới vào nhá. Đây bây giờ mình nhìn là mài lâu như này rồi mà vẫn còn trước rất nhiều. Khi các bạn thay bạc biên mà nếu như không mài cái này vào là nó sẽ không được lâu. Đấy. Nếu mà bị nhẹ thì nó vẫn được tầm khoảng 2-3 ngày gì đấy, nếu mà bị nặng thì chỉ cần nổ tầm khoảng vài phút thôi là đi hết bạc biên luôn. Các bạn phải trà, nhớ là phải trà khí vào, nhìn nó rất là bóng thì mình mới lắp bạc mới vào được nhá, nó mới được lâu nhá. Còn ví dụ như các bạn nếu mà bị nặng quá thì mình trà quá cái trục nó hơi bé thì mình phải mài lại cái đầu này, hai đầu này để cho nó mài. Khi nào mình lắp vào mình cảm thấy mình lắp cái trục cơ nó cảm thấy nó không dơ thì mới được nhá. Nếu mình mài nhiều quá là cái trục cơ là nó mòn rất là nó bé đi thì khi mình vặn cái này vào nó kẹp và nó hở to quá mình giật rất là khó nổ. Cho nên là nếu mà mình cứ lắp vào mình xem là nếu mà dơ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người mài luôn cái này này. Đấy, cái này phải dùng đá mài nhá. Ví dụ em đổ thêm rồi. Ôi, ra đầu kia. Đầu này nó nhanh hơn. Rồi.
Nếu cảm thấy cái trục của nó mòn nhiều quá, nó bị xước nhiều quá thì mình mài nhiều thì là cái trục cơ nó sẽ bé đi. Đó. Nó sẽ bé đi, nhưng mà mình lắp cái này vào là nó, cái này là mình lắp bạc viên vào đây nhé, thì nó sẽ có độ dơ là mình giật nó rất khó nổ nhé. Thì tí nữa đồng xem là nếu mà cảm thấy nó hơi dơ thì mình sẽ mài luôn cho các bạn xem, mà khi mình lắp vào đây nó xem là nó có khít chưa. Mình lắp vào xong rồi lắp cái trục này này, nó ăn này đấy các bạn xem không, trục nó ví dụ như trục nó xước quá thì lắp vào là nó bị xước hết này. Đấy. Cho nên là khi các bạn thay bạc viên mới là nhớ phải nên là mài cho nó kỹ vào. Con này là có vẻ là hơi bị nặng nha mọi người nhá. Mài lâu này vẫn chưa hết được cái vết xước. Cho nên là tí là phải mài lại cái này một tí rồi. Bởi vì mình mài bây giờ cái trục nó nhỏ đi thì nó có độ nó dơ. Đấy, mình giật là nó bị lỏng ấy, thì nó không nổi được nhá. Nó vẫn nổi nhưng mà lâu lâu nó mới nổi một lần thôi. Để xoay cái trục đấy xem cho nó bị xước nhiều nhất ấy. Kéo căng căng một tí cái dây này, nó hỏng bạc biên đấy, cho nên là cái chỗ này là rất là quan trọng. Chỗ này là bạc biên này là rất là quan trọng, cho nên là mày không ký là nó sẽ không được lâu, nó hay hỏng. Thì có một số bạn bảo là không biết cách thay bạc biên, thay được nhưng mà nó hỏng nhanh lắm. Thì là do các bạn không trả lại cái trục cơ nhá. Bởi vì cái này khi đã thay bạc biên thì kể cả chỉ hỏng một lần thôi, lần đầu tiên thôi. Đã thay bạc biên rồi thì mình phải trả luôn. Bởi vì khi nó hết nhất ấy, nó đã hỏng rồi thì mình không trà thì nó xước hết cả cái trục cơ, nó không bóng nữa, nó xước. Cho nên là nó mình thay vào nó không được bao lâu là nó lại hỏng tiếp. Đấy. Còn theo đồng làm thì đồng làm xem là cảm thấy nó rất bóng rồi, được rồi mình mới lắp vào. Lắp vào nhưng mà bé, cái trục nó đi bé rồi thì đồng sẽ mài lại cái kia để cho nó khít lại. Nếu không là các bạn mài nó, cái trục cơ mài nhiều, nó bị xước nhiều quá ấy. Các bạn mài nhiều quá thì nó bé đi thì nó vẫn không được nhá. Bé đi là nó sẽ không nổ, nhưng mà bé nhiều quá là nó không nổ đâu. Thì khi tí nữa mình sẽ hướng dẫn xem, hướng dẫn cho các bạn xem là khi mình đắp cái này vào ấy. Đấy. Cái này là mình để bạc biên ở đây này. Đấy mình cảm lắp vào mình cảm thấy nó, mình lắp thử cho nó có dơ không. Nếu mà bị dơ là phải mài luôn. Đó, mài luôn. Mài luôn cái này, mài một tí thôi. Mình mài từng tí một rồi mình thử nó vừa khít rồi thôi nhá, mà nếu như các bạn mài nhiều quá thì các bạn không thử, nhiều quá là vặn chặt vào phát là không quay được luôn. Cho nên là khi mài cái này là các bạn phải cứ từ từ mình tính mài, xong là lắp vào thử xem là nó vừa chưa. Nếu như chưa vừa thì mình có thể mài thêm. Đừng để nó chặt quá, khi mình vặn cái này có hai con ốc ở đây. Có hai con ecu đây, mình vặn chặt quá thì nó sẽ bó vào cái trục cơ, cho nên là nó không quay được. Đấy, thì cái này rất là quan trọng. Đấy, mày từ nấy đến giờ chưa mày xong, bởi vì con này là nó bị hơi nặng. Nếu như con bị nhẹ thì mình mày tí là xong rồi, con này là bị nặng quá nên mày hơi lâu. Thì tí lên đồng sẽ mày con này và xem có độ dơ không, dơ nhiều không, nếu mà dơ là mình sẽ mày luôn. Nếu như không dơ thì mình sẽ lắp vào. Đấy, bởi vì mình mày đi mày về là cái trục cơ nó nhỏ hơn ấy, nó sẽ nhỏ hơn thì mình lắp cái này vào nó có độ dơ quá thì cũng không được. Nhưng mà bóng bóng là được. Xem là bóng sao. Rồi cho mở một lúc này. Ôi được rồi. Được. Chỗ này sờ phát này. Nếu mà cũng được. Rồi. Không. Rồi. Được. Cho mở cái lên một tí nhé. Ngay đây mà. Vâng. Thì hiện tại là mình đã trà xong nhá. Các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ rửa sạch trong này, xong là mình sẽ lắp bạc biên vào xem là nó như thế nào. Đây anh đổ dầu vào đây. Đổ dầu mà. Đủ nhiều. Rồi khi các bạn mài xong rồi thì các bạn lấy rửa sạch đi, rửa sạch xong là mình đắp vào.
bởi vì nếu không rửa sạch là nó sẽ bị tắc những cái chỗ lọc dầu nhá. Thì sau đây là mình sẽ xem luôn. Đấy. Mình đây nha, bây giờ Đồng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Khi các bạn thay bạt biên là các bạn phải vệ sinh luôn cái lọc dầu nhá. Sau đây vệ sinh xong. Thế là chỗ này là vừa nãy là vệ sinh xong rồi. Bởi vì khi các bạn đã thay bạt biên thì các bạn phải để ý luôn là rửa sạch cái lọc dầu này. Đấy. Bởi vì khi hỏng bạt biên là nó sẽ chạy những cái sắt mòn ấy, nó sẽ tắc hết vào đây. Thì các bạn thay đấy là chẳng đúng là nó tắc rồi đấy. Đấy. Thì nó đây nhá, các bạn không hiểu thì mình sẽ chia sẻ luôn này. Đây là cái tổng bơm nhất. Đấy, tổng bơm nhất nó sẽ chạy theo đường này. Nó chạy vào đây thì đây nó thủng một lỗ ở đây nhá, có cái lỗ ở đây. Thì nó sẽ bơm từ đây đi vào cái bạt biên. Đây các bạn để ý xem là cái trục cơ của nó ở đây có một cái lỗ. Đấy. Và đây có một cái lỗ ở đây này. Đấy, có một cái lỗ. Thì cái tổng bơm nhất này là nó sẽ chạy theo cái lọc dầu này sang đây, qua cái lỗ này xong rồi vào bạt biên. Đấy, tí nữa mình sẽ lấy vòi thử. Mình sẽ lấy vòi thổi luôn cái ống này nhá. Đấy. Ví dụ như các bạn có vòi hơi thì các bạn nên xịt lại những cái ống này cho nó thông hết đi. Bởi vì nó có khi hỏng bạt biên thì nó có rất là nhiều những cái sắt mòn. Thì cũng sợ nó tắc ở trong này là nó cũng hỏng bạt biên rất là nhanh. Thì bây giờ là Đồng sẽ, con này là vừa nãy là bảo là cứ tháo ra vệ sinh rửa sạch rồi thì nó cũng cứ tháo nhá. Thì Đồng sẽ chia sẻ luôn cho các bạn. Thì đây là có cái lỗ này là nó sẽ vào luôn cái trục cơ nhá. Trục cơ nó xong là nó thông ra cái chỗ mình lắp bạt biên ấy. Thì các bạn tháo ra là các bạn sẽ nhìn thấy nó có lỗ, nó có một lỗ ở đây, có hai lỗ ở đây. Mà cái trục cơ nó cũng có hai lỗ để nó thông nhất nhá. Nhất là nó sẽ chạy qua cái đường tổng bơm này đi này. Đó. Nó quay cái tổng bơm này đi xong là nó sẽ chạy vào đây xong là nó chui vào cái trục cơ để nó bôi trơn cái trục cơ nhé. Thì các bạn thay bạt biên là phải rất là để ý về những cái đường dầu này với lại lọc dầu này nhé. Bởi vì ví dụ như nó mà tắc cái đường này thì các bạn thay kể cả thay 10 lần bạt biên một ngày nó cũng hỏng thôi. Cho nên khi các bạn thay bạt biên các bạn phải kiểm tra kỹ vào. Anh cứ đổ ra vứt đi. Không cần đâu mà. Đấy. Thì các bạn thay bạt biên kiểm tra luôn lọc dầu này, ống này thì tí Đồng sẽ xịt luôn, với lại xịt luôn cái lỗ của cái trục cơ nhá, bởi vì mình cứ phải làm kiểm tra trước. Anh để thẳng xuống. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là bẩn. Đấy, mình xịt đây là rất là bẩn nha các bạn nhá. Đây. Rất là bẩn luôn. Nó thông ra ống này này. Rồi như lại vậy là thông hết nha các bạn nhá. Đấy, nó thông hết rồi. Cho nên là cái bạt biên này là khách cũng vừa thay. Đấy. Bảo là thay được vào cày vào tầm khoảng tiếng đồng hồ là tháo ra lại hỏng hết. Như bây giờ Đồng làm thử xem là cho khách xem là nó có hỏng được không. Trừ khi là nó bị hết nhất thì nó mới hỏng nhá. Nếu mà các bạn để ý nhất ký vào thì nó không bao giờ hỏng nữa nhá. Đấy. Đây nha các bạn, con này là hiện tại là Đồng sẽ thay luôn cả xanh măng là cũng đang bị mòn đây này, các bạn thấy không? Đấy, còn bị mòn hết rồi, cho nên là con này phải làm luôn cả xanh măng, nếu không là rất là hao dầu nhá.
nếu mà không thay cái này là hao dầu là nó lại hỏng vạt viên tiếp ấy. Cho nên là đồng bây giờ đồng sẽ tháo ra, cảm thấy nó mòn quá rồi đồng sẽ thay luôn. Đấy, bởi vì bây giờ con này nó bị quá mòn. Với lại nó còn đây này, các bạn thấy không? Nó mòn quá rồi, cho nên là phải thay luôn. Máy này là máy của 178 nhá. Khi các bạn mua sách mang ấy, sách mang về là máy gì thì các bạn mua sách mang của nó thì mới vào được. To quá không được nhá. Bé quá không được, nó phải đúng của nó thì nó mới vừa zin được. Bởi vì con này là nó đang bị hao dầu. Đấy. Theo đồng xem là cái này là nó bị ra khói rất là nhiều luôn, bởi vì nó mòn hết rồi. Đấy, nó mòn bé lại đi. Rồi, bây giờ đồng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn về cái piston. Khi các bạn lắp xích măng mới thì các bạn phải bẻ ra cái cái này các bạn khều sạch những cái lớp bẩn ở trong này nhé các bạn nhá. Nếu như các bạn không khều sạch về cái này thì nó sẽ mình lắp mới vào là nó sẽ không vào được đâu. Đấy. Bởi vì trong này đang có một lớp rất là bẩn, cho nên là phải cọ sạch. Rồi, đây chưa? Bên này nữa, bên này nữa. Đây, các bạn thấy không? Rất là bẩn. Khi các bạn lắp sạch, lắp thì các bạn phải là kiểu sạch cái này đi. Cái này hiện tại là đang cái sách mang này nó bị sắt quá sợ đứt tay cho nên phải lấy cái vải về che. Ơi anh, đừng để vào cái kia nhanh ơi. Bỏ vào lấy cái sách mang mới ra. Đang hết là chỉ cái thôi. Đây đi. Đấy. Đấy các bạn có thấy là nó rất là bẩn không? Rất bẩn, cho nên là các bạn thay là nhớ là phải làm sạch những cái này đi. Khi mình lắp xích măng mới vào thì nó mới vào được nha. Nhưng mà các bạn không cạo sạch cái này nha, không cạo sạch cái này thì kể cả các bạn mua mới về các bạn không bao giờ lắp được vào đâu. Các bạn lắp cố ép thì nó chỉ là có là gáy đi thôi nha. Cho nên là các bạn khi làm các bạn phải để ý luôn và nhớ là phải làm cho nó kỹ vào. Đang nó bị mắc ở đây rất là nhiều, nó cho nên rất là cứng nha, rất là khó làm. Đấy. Đây nhá, bây giờ là mình sẽ lắp thử cái bạc viên với lại cái trục cơ là xem nó có độ dơ nhiều không nhá. Cái ký kia đâu nhỉ? Cục kia. Cục kia. Rồi bây giờ này đây. Bạc viên làm đồng đã cũng đã thay bạc viên mới này. Bạc viên mới. Rồi sẽ lắp vào đây xem là xe nó có bị dơ trục cơ không nhá. Nếu như bị dơ thì là phải mài lại luôn cái này để cho nó vừa khít thôi. Bởi vì vừa nãy là mài cái trục cơ nhiều ấy, cho nên là khi lắp là phải thử luôn. Nếu như có độ dơ nhiều quá là nó giật là nó cứ như kiểu nó bị kẹp nha. Nó lỏng quá. Rồi sau đó là các bạn phải lắp vặn chặt ốc luôn. Chặt luôn, sau đó các bạn lắp cái trục cơ này này. Như thế là nó không bị nhá. Khi mà các bạn lắp vào cảm thấy nó hở ở chỗ này này, các bạn lắc này thấy nó rung rung ở chỗ này là phải mài luôn nhá. Dễ đâu, cái này là bị dễ đi lên.
thế là không cần phải mài lại cái kia. Rồi khi lắp xong các bạn quay thử xem là nó có bị kẹp gì không. Đấy, thử đang bị kẹp cái gì đấy các bạn nhé. Đây, thấy là xếp rồi nhỉ? Hả, chúng ta xếp. Chúng ta xếp? Ừ. Làm gì? Cảm ơn, chúng ta toàn tí xếp của ba. Tí xếp nhỉ? Cảm ơn, lạch bánh răng rồi. Những con này các bạn thấy nhá, bây giờ hiện tại nó đang bị kẹp cái này, không xoay được này. Đó, nó bị quạch, kẹp cái cục này đúng không? Đây, nó kẹp vào đây, bây giờ hiện tại đang mắc ở đây nhá. Đang mắc vào cái này này. Xong rồi các bạn phải đặt lại cái này. Đấy, hiện tại đang lạch hàng trong này, lạch hai cái răng nhá. Hiện tại đang lạch hai cái răng. Đây là từ trước rồi. Đang hiện tại đang lạch hai cái răng này, các bạn chỉnh cho nó đúng vào. Rồi như vậy là đúng nhá. Đấy, như vậy là nó đúng này, đúng là nó sẽ quay, nó không bao giờ nó chạm vào nhau nữa. Đấy, các bạn thấy không? Nó không chạm vào cái kia. Đấy, vừa nãy là nó chạm vào cái thế, anh cái này. Cái này từ trước rồi. Thì lúc đấy giật đang giật nổi thì nó mắc một phát mà. Nó cứ mắc kiểu thế à? Ừ. Thế. Đấy, hiện tại cái này chắc là thượng trước rồi. Thượng trước rồi. May quá đồng hồ kiểm tra nhé, không là tí này phải tháo lại một lần. Đây. Hiện tại là chỉnh cái này phát là nó không bao giờ nó mắc vào đây nhá. Đấy. Rất bình thường này. Có lúc mình kéo thì kéo đéo nó bị kẹt luôn. Rồi. Kẹt một phát là đứt cả dây luôn. Đứt cả dây. Đấy, như vậy là hiện tại là đồng lắp kiểm tra vào cái bạc này, quay cao xuống. Cái trục này là hiện tại là nó không bị dơ nữa nhá các bạn nhá. Đấy. Thì đang vừa thì không cần phải mài lại cái nắp này. Nếu như có độ dơ nhiều quá thì mình phải mài luôn nhá, mài luôn để cho nó thít luôn thì nó mới nổ dế nhá. Còn không là các bạn giật 10 phát nó chỉ nổ một phát rồi. Rồi như vậy là xong. Thì bây giờ quay, hiện tại là quay nó không có gì mắc gì cả. Đấy. Bây giờ chỉ có lắp như thế thôi. Buộc dây ga vào. Buộc vào. Rồi bây giờ là lắp xong hết rồi nhá. Thì sẽ giật xem là nó có nổ không. Buộc dây ga. Buộc chưa? Buộc chắc chắc tí nó rung rung đó. Buộc cao tí, chắc chắc đó. Đang bạn chặt hay bạn tháo ra đấy. Tháo ra rồi đúng không? Con to này là nó bị kẹp nhá. Bật áp rồi. Thấy ra là sao nhá, chú Dinh ơi. Là sao không có mắt ạ? Anh để ý nhá. Nó bao ra để kia. Hai cha để kia. Nghe nó nổ. Chưa bật ốc à? Nó để đây, để đây. Để xuống dưới đây này. Bắn kéo một trà bằng nhé. Rồi như vậy là nổ nha các bạn. Rồi. Rồi kẹt nó nổ anh ơi. Nó nổ nó nổ đó. Hả? Đấy, đây. Hai con đi. Hai con này. Đó, chặt. Mở ra. Mở hai ra hẳn luôn.
đây còn con nữa. Con này làm là gì ạ? Cần gen rồi. Nhưng mà vẫn phải nhổ ra mới tháo ra được. Lấy kìm rút ra rồi, con rút rồi. Kìm ấy. Con này bị hỏng gen rồi đúng không? Lấy búa. Lấy búa từ dưới đây. Rồi, con này là hiện tại là đã nổ rồi nhé các bạn nhé. Đang nổ. Không phải tháo là rút ra luôn. Đấy. Lăn lắc nó khó ra đâu mà. Đấy, lăn lắc một tí nó khó ra.